Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đàm với công trình. Hôm nay quay cho anh em con này nè, con này nó mới vừa về đây. Đây. Này mới vừa về. Ngã xuống cái lật mặt lên. Bắn luôn. Gọi gọi anh tí thôi. Này đồ nó riêng nhiều lắm anh em. Ốc đồ là chưa động nha. Chu đồng vàng. Ốc này muốn đụng cũng khó khăn thấy bà. Cái này đùi của Robert 2000 nha. Solar 20 cũng vậy luôn. Đó, mình muốn quay con này lại để cho nó đẹp như thế nào. Tại vì nên với con mình mua những cái món này nè. Hàng hệ mà bán mua này để mà giao khách. Nhiều lắm anh em, còn cuối năm nhiều lắm. Đồ là còn quá chừng. Đồ rác rác anh em. Đấy, lúc mà coi như mình người ta hỏi thì mình không có, thôi chừng nó về nó riêng đét như thế này. Ủa? Nó riêng không thấy thằng nào hỏi hết. Lật cho cái nữa để nó bắn cái này, chỉ mở nắp thôi. Cái này là đùi nhông hai tầng nha anh em, nhông hai tầng rất là khó, phải canh cam nó mới được, phải canh số của nó mới ấy được, canh số nó mới được, rồi mới lắp rồi mở anh em. Đồ trời, cái mặt đẹp quá như mới luôn anh em. Hai lại cái nữa. Hai rồi, nhà mình là mỗi lần mà lên đạn là coi như mấy nó vẫn cứ kêu xịt xịt anh em ạ. Cho đầy đã. Màu sơn của ốc cũng còn nha. Cái này thì đồng ý với nhau là đã khách đã mở rồi. Nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Vuông vắn. Lấy cái đồ đựng vào lon. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh anh em. Tháo ra luôn. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình nha. Số điện thoại là 0907 255 116.
này là dễ, nhẹ cái nắp lên cái là xem thôi, đập một cái nó bung lên coi. Wow. Ở đây này. Nhất riêng của nó không mạt là được. Đấy cái ấy vệ sinh cái đấy coi cái trái nhông giữa. Rồi lau sườn cái nè. Để lau này lấy cái máy rửa đi. Cái dầu đi con, nhân dầu rửa đi. Rửa cái lau cái mặt xương cá này đâu. Tại vì những cái này á, khi mình tháo ra nè, lắp ra rất khó. Cho nên mình chỉ nhổm tới giữa coi thôi. Không có mạt là được anh em ơi. Nha. Không có mạt là được. Tại vì sao là nó mình nó mỉa cái là có mạt liền. Đó, hoặc là nó ghẻ không có mạt luôn. Cho nên mình phải coi cái phần trái giữa trước. Cảm ơn anh em đã theo dõi tới lúc này nha. Thì anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông nha. Quá đẹp luôn. Dây cui nha. Chưa? Rồi nghiêng cái cho nó đấy. Dợn dài nha anh em. Dợn dài nha. Rồi ok. Lau cái mặt một cái đi. Lau cái mặt một cái rửa cái nắp một cái đây coi xem tình hình sao. Cái này nó có cái miếng canh nha, miếng canh nó nằm ở trên cái nắp này thấy không? Đấy, miếng canh nó nằm ở nhông này. Thấy không? Mình rửa hai cái nhông ra các bạn thấy cái nhông này. Nó sáng dương. Rồi rửa luôn cái nắp nó để quay lại chút nữa. Đưa tiền xe cho anh tí giùm. Tượng cua. Đây là đồ rất là đẹp nha. Đồ rất là đẹp anh em. Chà bà gác nó chưa thèm quá. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi tới mấy ngày. Nói cái canh nó còn ở trong nha. Anh em đã theo dõi lúc này nha, em chiều anh em rất là nhiều, cảm ơn.